Năm tư phẩm truyền bất truyền, bấy giờ cụ thọ thiện hiện thưa Phật. Bạch Thế Tôn, Đại Bồ Tát bất thối truyền này chỉ gọi là bất thối truyền hay cũng gọi là thối truyền? Phật dạy, thiện hiện Đại Bồ Tát bất thối truyền này đã gọi là bất thối truyền cũng được gọi là thối truyền. Cụ thọ thiện hiện thưa Phật, Bạch Thế Tôn, Đại Bồ Tát bất thối truyền này, vì sao được gọi là bất thối truyền, vì sao cũng được gọi là thối truyền? Phật dạy, thiện hiện Đại Bồ Tát bất thối truyền này chắc chắn không nuôi lại bậc thanh văn, độc giác, vân vân, quyết chứng được quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề, do nhân duyên này gọi là bất thối truyền. Nhưng đối với pháp tưởng có thối truyền nên cũng được gọi là thối truyền. Bấy giờ thiện hiện bạch Phật, Đại Bồ Tát này đối với pháp nào tưởng có thối truyền mà cũng gọi là thối truyền? Phật dạy, thiện hiện Đại Bồ Tát này đối với sắc tưởng có thối truyền nên cũng gọi là thối truyền. Đối với thọ tưởng hành thức tưởng có thối truyền nên cũng gọi là thối truyền. Đối với sáu nội xứ tưởng có thối truyền nên cũng gọi là thối truyền. Đối với sáu ngoại xứ tưởng có thối truyền nên cũng gọi là thối truyền. Đối với sáu nội giới tưởng có thối truyền nên cũng gọi là thối truyền. Đối với sáu ngoại giới tưởng có thối truyền nên cũng gọi là thối truyền. Đối với sáu thức giới tưởng có thối truyền nên cũng gọi là thối truyền. Đối với sáu xúc tưởng có thối truyền nên cũng gọi là thối truyền. Đối với các thọ do sáu xúc làm duyên sanh ra tưởng có thối truyền nên cũng gọi là thối truyền. Đối với tham sân si tưởng có thối truyền nên cũng gọi là thối truyền. Đối với các kiến thú tưởng có thối truyền nên cũng gọi là thối truyền. Đối với sáu pháp ba la mật đa tưởng có thối truyền nên cũng gọi là thối truyền. Đối với tất cả không tưởng có thối truyền nên cũng gọi là thối truyền. Đối với chân như tưởng có thối truyền nên cũng gọi là thối truyền. Đối với bốn thánh đế tưởng có thối truyền nên cũng gọi là thối truyền. Đối với bốn niệm trụ vân vân tưởng có thối truyền nên cũng gọi là thối truyền. Đối với bốn tịnh lự vân vân tưởng có thối truyền nên cũng gọi là thối truyền. Đối với tám giải thoát vân vân tưởng có thối truyền nên cũng gọi là thối truyền. Đối với ba pháp môn giải thoát tưởng có thối truyền nên cũng gọi là thối truyền. Đối với thập địa tưởng có thối truyền nên cũng gọi là thối truyền. Đối với năm loại mắt sáu phép thần thông tưởng có thối truyền nên cũng gọi là thối truyền. Đối với pháp môn Đà La Ni, pháp môn Tam Ma địa tưởng có thối truyền nên cũng gọi là thối truyền. Đối với 10 lực Phật vân vân tưởng có thối truyền nên cũng gọi là thối truyền. Đối với 32 tướng đại sĩ, 80 vẻ đẹp tưởng có thối truyền nên cũng gọi là thối truyền. Đối với pháp không quên mất tánh luôn luôn xả tưởng có thối truyền nên cũng gọi là thối truyền. Đối với quả dự lưu cho đến độc giác bồ đề tưởng có thối truyền nên cũng gọi là thối truyền. Đối với các hạnh đại bồ tát và quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề của chư Phật tưởng có thối truyền nên cũng gọi là thối truyền. Đối với trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng tưởng có thối truyền nên cũng gọi là thối truyền. Đối với các dị sanh, phàm phu, thanh văn, độc giác, bồ tát và Phật tưởng có thối truyền nên cũng gọi là thối truyền. Vì sao? Vì đại bồ tát bất thối truyền này dùng tự tướng không để quán tất cả pháp, đã vào ngôi chánh tánh ly sanh của bồ tát cho đến chẳng thấy chút pháp nào có thể đắc. Vì bất khả đắc nên không có sự tạo tác, vì không sự tạo tác nên rốt ráo chẳng sanh, vì rốt ráo không sanh nên gọi là vô sanh pháp nhẫn, do chứng được vô sanh pháp nhẫn này nên gọi là đại bồ tát bất thối truyền. Thiện hiện đại bồ tát nào thành tựu các hành động và tướng trạng như thế nên biết đó là đại bồ tát bất thối truyền. Lại nữa, thiện hiện có những ác ma đến chỗ đại bồ tát này muốn làm cho bồ tát nhàm chán bỏ quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề, nói với bồ tát: trí nhất thiết trí ngang bằng với hư không, tự tướng vốn không, vô tánh làm tánh. Các pháp cũng vậy, tự tướng vốn không, vô tánh làm tánh, ngang bằng với hư không, như vậy tất cả ngang bằng với hư không. Trong tánh tướng không ấy không có pháp nào được gọi là năng chứng, cũng không pháp nào có thể gọi là sở chứng. Chỗ chứng, thời chứng và do đây mà chứng cũng đều bất khả đắc. Tánh tướng tất cả pháp đều là không và ngang bằng với hư không rồi. Vì các ông luống chịu khổ cực để cầu chứng quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề. Trước đây các ông đã nghe các chúng bồ tát nên cầu quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề đều là lời ma nói, chẳng phải thật lời Phật.
Các ông nên bỏ đại nguyện Bồ Đề, đừng vì lợi lạc của tất cả hữu tình mà tự chịu khổ cực lâu dài. Dù hành các thứ khổ hạnh khó hành mong cầu Bồ Đề, nhưng rốt ráo không thể đắc, vì sao các ông luôn chịu cực nhọc? Thiện hiện khi nghe những lời của trách này rồi, các đại Bồ Tát này luôn quan sát suy nghĩ kỹ việc làm của ác ma này. Họ muốn phá hoại và làm thối lui tâm đại Bồ Đề của ta. Ta này chẳng nên tin nhận lời họ nói, mặc dù tất cả pháp ngang đồng với hư không, tánh tướng đều không. Nhưng các hữu tình chẳng biết chẳng thấy suốt trong đêm dài sanh tử, do điên đảo buông lung nên chịu bị các khổ não. Ta phải mang áo mũ công đức, tánh tướng đều không như đại hư không, mau tới quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề, vì các hữu tình thuyết pháp tương ưng khiến họ giải thoát khổ lớn sanh tử, chứng được quả dự lưu hoặc quả nhất lai, hoặc quả bất hoàn, hoặc quả a la hán, hoặc độc giác Bồ Đề, hoặc chứng quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề. Thiện hiện từ sơ phát tâm đại Bồ Tát đã nghe pháp này nên tâm kiên cố không động không chuyển. Nương vào tâm kiên cố chẳng lay chuyển này, luôn tu hành đúng bố thí tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lực bát nhã ba la mật đa. Do sáu ba la mật đa này vị ấy viên mãn theo từng phần, nhập vào ngôi chánh tánh ly sanh của Bồ Tát rồi, lại tu hành đúng bố thí tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lực bát nhã ba la mật đa, do đây điều trụ bậc bất thối chuyển. Thế nên dù các ác ma dùng các phương tiện hủy hoại cho thối lui, nhưng không thể làm thối lui tâm đại Bồ Đề mà Bồ Tát đã phát nguyện. Thiện hiện đại Bồ Tát này vượt qua các bậc thanh văn độc giác vân vân, và tất cả việc ma không thể làm thối chuyển quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề đã cầu, nên gọi là bất thối chuyển. Vì sao? Vì tất cả sự chấp thủ hư vọng phân biệt các pháp của bậc nhị thừa vân vân, nên cũng gọi là thối chuyển. Bồ Tát này có được hai tên, chẳng phải như các bậc khác chỉ tên thối chuyển. Thiện hiện, đại Bồ Tát nào thành tựu các hành động và tướng trạng như thế, nên biết đó là đại Bồ Tát bất thối chuyển. Lại nữa, thiện hiện tất cả đại Bồ Tát bất thối chuyển muốn nhập vào sơ tịnh lự cho đến đệ tứ tịnh lự liền tùy ý vào được ngay, muốn nhập vào từ vô lượng cho đến xả vô lượng liền tùy ý vào được ngay, muốn nhập vào định không vô biên xứ cho đến định phi tưởng phi phi tưởng xứ liền tùy ý vào được ngay, muốn nhập vào bốn niệm trụ cho đến tám chi thánh đạo liền tùy ý vào được ngay, muốn nhập vào sơ giải thoát cho đến diệt thọ tưởng giải thoát liền tùy ý vào được ngay, muốn nhập vào sơ thắng xứ cho đến thắng xứ thứ 8 liền tùy ý vào được ngay, muốn nhập vào định sơ tịnh lự cho đến định diệt thọ tưởng liền tùy ý vào được ngay, muốn nhập vào sơ biến xứ cho đến biến xứ thứ 10 liền tùy ý vào được ngay, muốn nhập vào ba pháp môn giải thoát liền tùy ý vào được ngay, muốn phát khởi năm thần thông liền tùy ý phát khởi. Thiện hiện đại Bồ Tát này tuy nhập vào bốn tịnh lự cho đến phát khởi năm thần thông, nhưng chẳng thọ quả ấy do yếu tố này, nên chẳng theo tịnh lự vô lượng mà sanh, cho đến thế lực của diệt định và các công đức khác mà sanh, cũng chẳng chứng quả dự lưu hoặc quả nhất lai bất hoàn a la hán hoặc độc giác bồ đề. Vì muốn lợi lạc các hữu tình nên tùy theo ý muốn thọ thân ở nơi nào thì sở nguyện ấy đều được thành. Thiện hiện đại Bồ Tát nào thành tựu các hành động và tướng trạng như thế nên biết đó là đại Bồ Tát bất thối chuyển. Lại nữa, thiện hiện tất cả đại Bồ Tát bất thối chuyển thành tựu tác ý vô thượng Bồ Đề, luôn không xa lìa tâm đại Bồ Đề, chẳng ưa chuộng sắc, chẳng ưa chuộng thọ tưởng hành thức, chẳng quý trọng nhãn xứ cho đến ý xứ, chẳng quý trọng sắc xứ cho đến pháp xứ, chẳng quý trọng nhãn giới cho đến ý giới, chẳng quý trọng sắc giới cho đến pháp giới, chẳng quý trọng nhãn thức giới cho đến ý thức giới, chẳng quý trọng các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra, chẳng quý trọng các tướng, chẳng quý trọng chỗ nương tựa, chẳng quý trọng bạn giúp đỡ, chẳng quý trọng bố thí ba la mật đa cho đến bát nhã ba la mật đa, chẳng quý trọng bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc, chẳng quý trọng bốn niệm trụ cho đến tám chi thánh đạo, chẳng quý trọng tám giải thoát, tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ, chẳng quý trọng pháp môn giải thoát không vô tướng vô nguyện, chẳng quý trọng bốn thánh đế, chẳng quý trọng mười tám không, chẳng quý trọng chân như cho đến cảnh giới bất tư nghỉ, chẳng quý trọng thập địa, chẳng quý trọng năm loại mắt, sáu phép thần thông,
chẳng quý trọng 10 lực Phật cho đến 18 pháp Phật bất cộng, chẳng quý trọng pháp không quên mất tánh luôn luôn xả, chẳng quý trọng pháp môn Đà La Ni, pháp môn Tam Ma Địa, chẳng quý trọng trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng, chẳng quý trọng bậc Thanh Văn, bậc Độc Giác, bậc Bồ Tát, bậc Như Lai, chẳng quý trọng sự thành thục hữu tình nghiêm tịnh cõi Phật, chẳng quý trọng tất cả hạnh đại Bồ Tát, quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề của chư Phật, chẳng quý trọng sự thấy nhiều chư Phật, chẳng quý trọng sự gieo trồng các căn lành. Vì sao thiện hiện? Vì đại Bồ Tát này hiểu rõ tất cả pháp tánh tướng đều là không, ngang bằng với hư không và hoàn toàn bất khả đắc, chẳng thấy có pháp nào để sanh quý trọng. Sở sanh, năng sanh, thời sanh và chỗ sanh hay do đây mà sanh đều bất khả đắc. Vì sao thiện hiện? Vì tất cả pháp này ngang bằng với hư không, tự tướng vốn không, vô tánh làm tánh. Thiện hiện đại Bồ Tát này thành tựu tác ý vô thượng Bồ Đề, thường chẳng xa lìa tâm đại Bồ Đề, bốn oai nghi của thân ra vào qua lại, đưa chân cất bước, tâm không tán loạn, oai nghi đi đứng ngồi nằm tiến dừng thao tác, làm việc đều trụ chánh niệm. Thiện hiện đại Bồ Tát nào thành tựu các hành động và tướng trạng như thế, nên biết đó là đại Bồ Tát bất thối chuyển. Lại nữa thiện hiện, vì muốn làm lợi ích cho các hữu tình nên phương tiện thiện xảo thị hiện ở cư gia, dù hưởng thụ năm thứ dục lạc nhưng trong ấy chẳng sanh đóng nhiễm, đều vì giúp ích cho các hữu tình. Nghĩa là các hữu tình cần ăn cho ăn, cần uống cho uống, cần y cho y, cần xe, cho đến tất cả vật chất cần dùng, đều cung cấp cho, để họ mãn nguyện. Thiện hiện đại Bồ Tát này tự hành bố thí ba la mật đa, cũng khuyên người hành bố thí ba la mật đa thường khen ngợi đúng pháp hành bố thí ba la mật đa, hoan hỷ tán thán người hành bố thí ba la mật đa, cho đến tự hành bát nhã ba la mật đa, cũng khuyên người hành bát nhã ba la mật đa thường khen ngợi đúng pháp hành bát nhã ba la mật đa, hoan hỷ tán thán người hành bát nhã ba la mật đa. Thiện hiện đại Bồ Tát này thị hiện ở tại gia, dùng sức thần thông hoặc năng lực đại nguyện nắm giữ các thứ của cải bảy báu đầy cả châu thiện bộ cho đến thế giới tam thiên đại thiên, dùng để cúng dường Phật pháp tăng bảo và bố thí các loại hữu tình nghèo thiếu. Thiện hiện đại Bồ Tát này thị hiện ở tại gia nhưng thường tu phạm hạnh, quyết không thọ dụng các cảnh dục lạc đẹp đẽ, tuy đang hưởng thụ các thứ quý báu nhưng trong ấy chẳng sanh đắm nhiễm, và lại khi hưởng thọ dục lạc và các của báu không bức bách các loài hữu tình làm họ sanh sầu khổ. Thiện hiện đại Bồ Tát nào thành tựu các hành động và tướng trạng như thế, nên biết đó là đại Bồ Tát bất thối chuyển. Lại nữa thiện hiện tất cả đại Bồ Tát bất thối chuyển được thần dược xoa cầm chày kim cang thường âm thầm theo hai bên gia hộ, nghĩ đại Bồ Tát này chẳng bao lâu sẽ chứng quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề, ta nguyện luôn thầm theo hộ vệ cho đến khi vị ấy chứng quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề, thường có năm bộ thần cầm chày kim cang theo sát bảo vệ không lúc nào rời bỏ. Loài phi nhân không thể hại được, các trời ma vương, phạm thiên vương và các thế gian cũng không ai có thể dùng phép phá hoại tâm quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề đã phát. Do nhân duyên này cho đến quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề, thân tâm an ổn thường không ưu phiền. Thiện hiện năm căn thế gian của đại Bồ Tát này thường không khuyết giảm, đó là mắt, tai, mũi, lưỡi và thân. Năm căn xuất thế gian gồm lòng tin, tinh tấn, niệm, định, tuệ cũng không khuyết giảm. Thiện hiện thân thể của đại Bồ Tát này viên mãn, tướng hảo, trang nghiêm, các công đức của tâm niệm niệm tăng tiến cho đến quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề. Thiện hiện đại Bồ Tát nào thành tựu các hành động và tướng trạng như thế, nên biết đó là đại Bồ Tát bất thối chuyển. Lại nữa thiện hiện tất cả đại Bồ Tát bất thối chuyển thường làm thượng sĩ, chẳng làm hạ sĩ. Cụ thọ thiện hiện thưa, bạch Thế Tôn, vì sao nói đại Bồ Tát này thường làm thượng sĩ, chẳng làm hạ sĩ? Phật dạy, thiện hiện tất cả phiền não của đại Bồ Tát này không còn hiện tiền, công đức tăng tiến trong từng sát na cho đến quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề, bất cứ lúc nào tâm không tán loạn. Thế nên ta nói thường làm thượng sĩ, chẳng làm hạ sĩ. Lại nữa thiện hiện đại Bồ Tát này thành tựu tác ý vô thượng Bồ Đề, thường không xa lìa tâm đại Bồ Đề, luôn tu thanh tịnh thân mạng, không hành chú thuật, y dược, xem bói và các việc tà mạng, chẳng vì danh lợi chú thuật
của các quỷ thần nhập vào nam nữ hỏi điểm tốt xấu, cũng chẳng dùng chú cấm cho nam nữ lớn nhỏ, bàng sanh quỷ vân vân hiện ra việc hiếm có. Cũng chẳng xem tướng, tuổi thọ dài ngắn, tiền tài, địa vị nam nữ và các việc thiện ác, cũng chẳng đoán trước lạnh nóng, được mùa mất mùa, lành dữ tốt xấu, làm não loạn mê hoặc hữu tình. Cũng chẳng dùng chú cấm hòa hợp thuốc thang trị bệnh tà đạo kết hảo với quý nhân, cũng không vì người làm sứ mạng thông giao, hiện thân,